mẹ thấy xúc động đến nghẹn ngào. Cảm giác như là đứa con do chính mẹ sinh ra. Cứ như thế, cho đến năm con 20 tuổi, mẹ vẫn tưởng con là con của ông Chun Cha và không hề biết mình bị lừa. Nhưng một hôm, ông Chun Cha đến gặp mẹ rồi nói, hồi đó cô ta đã bị sẩy thai và do tham tiền nên mang con đến từ hộp đựng trẻ em bị bỏ rơi, rồi đe dọa sẽ tiết lộ sự tồn tại của con với Sun Dae-kuk và tống tiền mẹ. Hóa ra mẹ cũng bị lừa. Đúng thế, mẹ đã khốn khổ với ông Chun Cha, nhưng mẹ vẫn tưởng Chun Min bị bỏ rơi rồi cô ta bế về cho mẹ. Trời đất ơi, sao lại là bắt cóc? Bây giờ mẹ mới biết chuyện đó. Dù sao thì mẹ cũng đã sống trong đau khổ với cảm giác tội lỗi vì mẹ đã sai người mang con về cho mẹ. Chun Min, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy con cho tới tận bây giờ, mẹ chưa bao giờ nghĩ con không phải là con của mẹ. Mẹ yêu con và lúc nào cũng yêu con. Chun Min à, mẹ. Con đang bận. Không thấy bác sĩ nói khi nào bố được phẫu thuật. Bác sĩ bảo có nhiều ca phẫu thuật đang chờ. Bố cố gắng chờ đi. Vậy con với mẹ con ghé qua bệnh viện đi. Có mình bố ở đây buồn lắm. Con đâu phải người rảnh rỗi như thế. Thôi được rồi. Mà bố lấy đâu ra điện thoại đó đấy? Sao cơ? Bụng của bệnh nhân phòng bên cạnh ư? Chờ con đến. Mẹ đang làm gì thế? Mẹ phải giải quyết hậu quả chứ. Chẳng nhẽ con phải lo cho cả người đó nữa. Đến bệnh viện ngay đi. Con cũng chuẩn bị đi đây. Sao lại đến bệnh viện? Giờ lại còn lo lắng cho tôi nữa cơ à? Luật sư tư vấn ly hôn bảo đưa ra tòa, cô định thế nào? Anh muốn chết có phải không, Moon Sang-hyuk? Anh nghĩ bố tôi sẽ để yên cho anh chắc? Muốn chết thì cứ làm theo ý anh đi. Dạo này cô ta làm trò gì thế nhỉ? Dù sao mình cũng thấy lạ. Thử để mình nắm được điểm yếu rồi phải đóng dấu vào bản thỏa thuận ly hôn xem. Đi đâu rồi không biết. Rõ ràng mình nghe thấy nói là đến bệnh viện mà. Con bé đang bận mà sao cứ gọi nó đến thế? Cô thử ở trong viện một mình xem, có biết buồn chán thế nào không? Con xin lỗi bố, con cứ tưởng mẹ ở đây chăm bố. Con bận thì lẽ ra mẹ phải chăm bố chứ. Bố ở đây một mình chắc buồn và cô đơn lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Chị Kiêng, nhân tiện đến đây thì thử hỏi bác sĩ xem. Sức khỏe của bố không giống như trước nữa. Con biết rồi, để con đi gặp bác sĩ. Bố mẹ ở đây tâm sự đi mà. Cảm ơn cô đã nuôi nấng con gái tôi thành cô gái đáng yêu và xinh đẹp như thế.
chỉ cần anh không xuất hiện thì cả đời này Chê Kiêng đã không biết đến sự tồn tại của anh và đã thành đứa con gái sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Tự dưng lại phá đám, rõ thật là. Bố tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Không còn nhiều đâu. Gia đình phải sớm tìm được người hiến gan. Môn Sang Hiếp, rốt cuộc cô đang dựng chuyện gì vậy? Dựng chuyện gì chứ? Để tôi vào hỏi nhé. Vì sao cô lại vừa rơm rớm nước mắt vừa diễn? Đừng vòng vo nữa, nói đi. Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Không được, không thể để xuất thân của mình bị phát hiện. Giờ Bông Sơn Hoa đã thay đổi hoàn toàn thân phận thành con gái của Su Hê Ran rồi còn gì. Tôi phải vào hỏi bác sĩ mới được. Mẹ tôi bị bệnh. Cô định bảo tôi tin ư? Mẹ cô đang mạnh khỏe thế cơ mà. Bố tôi cũng biết. Về mà hỏi. Mẹ tôi bị ung thư, nhưng mẹ tôi không chịu phẫu thuật. Cậu đến đây làm gì? Dương Chê Kiêng, xem ra anh vẫn chưa biết nhỉ. Chuyện gì? Chuyện em không phải là con gái ruột của bố ư? Biết ngay là Bông Sơn Hoa nói. Không lẽ bố cũng biết rồi? Vậy thì anh cũng sẽ không vui đâu. Vì sao? Vì cả anh cũng không phải là con trai ruột của bố ư? Gì đây? Biết hết rồi mà sao vẫn đường hoàng thế này? Có gì mà không thể đường hoàng? Có thể em sẽ không thể sống nổi nếu không dựa vào bóng của bố, nhưng anh thì khác. Đừng ra vẻ ta đây nữa. Anh tưởng những gì anh có được đều do một mình anh gây dựng nên chắc. Dù bố mẹ sinh ra anh là người khác thì cũng không có gì thay đổi. Bố mẹ hiện tại vẫn là những người mà anh yêu thương. Và quan trọng hơn hết là anh đã tìm được Sơn Hoa, người anh yêu. Nực cười thật. Đừng lo, chỉ cần em không gây áp lực cho anh thì anh sẽ giữ bí mật cho em. Bà nói đi, bà đã đưa anh Chê Min từ đâu về? Hồi đó tôi nhận nhiều việc nên rất bận, nhưng gần đến tháng sinh rồi mà vẫn chưa tìm thấy đứa bé nào. Cô nói thế mà nghe được à? Con người chỉ nên làm trò đáng làm thôi chứ. Rồi sao nữa? Rồi tôi lục tung các khoa nhi lên để tìm trẻ sơ sinh. Đến khoa nhi mà tôi nghĩ là chỗ cuối cùng thì gặp được. Khoa nhi bệnh viện Trân Tân. Chờ đúng ngày thì đưa đứa bé đến khoa sản. Tất nhiên rồi phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Vâng. Bác ơi, cháu vào nhà vệ sinh một lát nhé. Bác trông giúp cháu một lát thôi ạ. Cháu Liga Uy, vâng, mời hai bà cháu vào. Tranh thủ lúc mẹ đứa bé không ở đó. Thế nên bà đã bắt cóc đứa bé mà không ai biết ư? Hồi đó họ đã lục tung cả khu phố lên. Làm thế cũng có ích gì? Vì thời đó camera an ninh hay camera hành trình chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì tìm làm sao được? Bệnh viện đó khá to nhưng lại không có camera giám sát bên trong. Thế nên tôi đã chót lọt. Bệnh viện đó ở đâu? Tên bệnh viện là gì? Cô bảo cô biết bố mẹ của Chê Min cơ mà. Rốt cuộc là ai? Tên bệnh viện là... Tôi nghĩ mãi mà không ra. Định trêu ai đấy? Còn chưa nói đi. Biết thì tôi đã nói rồi.
Chính cô đưa Chiêm Bình về cho tôi còn gì? Bảo không biết mà nghe được à? Tại hồi đó phu nhân hối thúc quá nên tôi đi hết khoa nhi của bệnh viện này đến khoa nhi của bệnh viện khác rồi nhặt về thì còn tâm trí đâu mà nhìn biển tên nữa. Vậy chị ít cũng biết bệnh viện đó ở khu nào chứ? Sau khi ra tù tôi có đi tìm, nhưng khu đó giờ thành khu chung cư hết rồi. Định chọc tức người ta có phải không? Tóm lại là tôi không biết. Các người tự đi mà xử lý, đừng gọi cho tôi nữa. Ôm chun cha. Cô nói bố mẹ Chê Minh vẫn đang tìm Chê Minh còn gì nữa. Muốn tống tiền thì có gì mà không dám nói. Bà ôm chun cha. Bà biết mà vẫn giấu chúng tôi để bán thông tin cho Jun Chê Kiêng. Chúng tôi sẽ không tha cho bà đâu. Tôi đã bảo không biết thật rồi. Cô ta thật là... Cô Cương Đốc, kệ cô ta đi. Jun Chê Kiêng. Có vẻ như cô ta biết bố mẹ cậu Chê Minh là ai nhưng không chịu nói. Con nghĩ anh Chê Minh nên đến đồn cảnh sát đăng ký ADN thì sẽ tìm được nhanh hơn. Đúng rồi, mẹ con mình tìm được nhau cũng nhờ cách đó. Biết đâu bố mẹ anh Chê Minh cũng đang mòn mỏi đi tìm anh ấy. Mẹ lại đến đồn cảnh sát à? Cả Sơn Hoa lẫn Chiêm Bin đều đi tìm bố mẹ. Vậy mà sao Sơ Hiên nhà mình lại không đi tìm đi? Nếu em ấy còn sống ở đâu đó thì chúng ta sẽ gặp lại giống như Sơn Hoa và Giám đốc Du thôi. Liệu có được như thế thật không?